Xin kính chào toàn thể quý khách hàng và rất vui là được gặp lại mọi người trong buổi báo giá chi tiết ngày hôm nay. Hiền Kim xin lên sóng review một chiếc xe xịn sò phân khúc hạng D màu trắng tuyệt đẹp. Chiếc xe này sản xuất cuối 2017, bản 2.0. Bản 2.0 các bác nhá. Xe mới chạy có 1.8 thôi, 1.8 zin. Đồng sơn zin khoảng tầm 98%. Và hiện tại chiếc Mazda 6 xịn sò phân khúc hạng D này em đang chào bán tại showroom với giá là 718 triệu. Nếu quý anh chị, quý khách hàng có nhu cầu thì xin liên lạc trực tiếp cho Hiền Kim qua số hotline 0978 607 555 hoặc đến trực tiếp địa chỉ Luxury Car Hải Dương, 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe. Chất lượng xe thì em cam kết đảm bảo 100% bằng văn bản, xe không tai nạn, không ngập nước, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ và hỗ trợ rút hồ sơ, hỗ trợ banh lên tới 70% giá trị xe cho tất cả các anh, các chị và các bác. Và bây giờ Hiền Kim sẽ review chi tiết kỹ hơn chiếc xe này. Xe mới order có 1.8 thôi, đồng sơn zin đến tầm 98% giá trị xe. Bản 2.0 số tự động phanh điện tử, cuối 2017 và đăng ký 2018. Dàn lốp còn theo xe mới kính con các bác nhé. Đẹp xuất sắc luôn ạ. Một chủ từ đầu. Cửa gió điều hòa phía sau độc lập, có trang bị phanh điện tử, ga tự động, cửa sổ trời. Công nghệ IT Stop thì rất là tiết kiệm nhiên liệu rồi. Nội thất xịn sò của chiếc Mazda 6 thì quá đẳng cấp rồi. Em có review qua cái phần máy để các bác anh các chị. Về phần máy em cam kết máy số zin. Máy số zin 100%, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Bao test toàn quốc cho các bác nhá. Một chiếc xe tuyệt đẹp long lanh từ trong ra ngoài. Order mới có 1.8, 1.8 chuẩn. Sản xuất 2016 phân khúc xe hạng D. Và chiếc Mazda 6 chạy 1.8, 18.000 cây này em đang chào bán với giá là 718 triệu, hỗ trợ rút hồ sơ và hỗ trợ banh lên tới 70% giá trị xe.